Từ trước đến nay thì nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến việc là con mình có bị thiếu sắt, thiếu canxi hay không, mà chưa biết rằng vitamin K là một trong những vi chất rất quan trọng. Việc thiếu loại vitamin này thậm chí là còn có thể gây tử vong ở trẻ nhỏ nữa. Vâng, mới đây thì Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tiếp nhận 3 trẻ nhập viện do xuất huyết não và nguyên nhân được xác định là do thiếu vitamin K, và phụ huynh của cả 3 trẻ nói trên thì đều không biết rằng trẻ cần được bổ sung loại vitamin quan trọng này. Cụ thể, theo tiến sĩ bác sĩ Đặng Ánh Dương, Phó trưởng khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương, 3 bệnh nhi trên ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định và Hà Nam đều mới hơn 1 tháng tuổi, cùng nhập viện trong tình trạng hôn mê ly bì. Trẻ đã được làm các xét nghiệm chẩn đoán với kết quả là xuất huyết do giảm tỷ lệ prothrombin trong máu, và nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thiếu vitamin K. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi được truyền các chế phẩm máu để cầm máu, ngăn chặn chảy máu màng não và ổn định chức năng sống như hô hấp, tuần hoàn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ cho 3 bệnh nhi. Tuy nhiên, 3 trẻ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy và tiên lượng xấu. Theo các bác sĩ thì 90% trẻ dưới 3 tháng tuổi bị xuất huyết não đều là do thiếu vitamin K. Các trẻ bị xuất huyết não dù được điều trị tích cực nhưng mà tỷ lệ tử vong hoặc để lại di chứng là rất cao. Ngoài ra thì vitamin K giúp đông máu, vì thế mà nếu thiếu đi vitamin K thì trẻ dễ bị xuất huyết máu và rất dễ dẫn đến tử vong. Vâng, điều đáng nói là vitamin K có rất ít ở trong sữa mẹ, cho nên để phòng bệnh thì trẻ cần được cung cấp vitamin K ngay sau sinh theo hai phương pháp, đó là tiêm hoặc là uống. Tuy nhiên, hiện chỉ có các bệnh viện tuyến trung ương áp dụng việc cho trẻ uống vitamin K sau khi sinh, còn tại các bệnh viện tuyến dưới thì hầu như là không được chú trọng. Ngoài ra thì phụ huynh cũng có thể bổ sung vitamin K bằng cách là cho con mình ăn thêm các loại rau củ quả có màu xanh và đỏ đậm như là cải bó xôi hay là dưa chuột, cải xoăn, mùi tây, bắp cải, cà rốt, cần tây. Và điểm lưu ý là nên xào rau củ này với dầu ăn vì vitamin K thì tan trong dầu cho nên sẽ giúp trẻ hấp thụ một cách tốt hơn.